Hello, mình xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì mình vừa nhận được thông báo thì chuẩn bị là có thêm 5.000 anh em nữa được vào chơi. Vậy là bây giờ thêm rất là nhiều người sẽ có cơ hội được trải nghiệm quả game này. Thì mình làm video này thứ nhất là để hướng dẫn anh em chơi thôi. Với cả mới đầu anh em vào thì cho đỡ bỡ ngỡ, bởi vì mình là một trong những 5.000 người được chơi đầu tiên cơ mà. Cho nên là mình mới đầu vào thì cũng có nhiều cái bỡ ngỡ lắm mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn mọi người làm quen với cái trò này nhé. Thì để ngày mai mọi người vào, mọi người đỡ mất thời gian hơn. Ok mọi người. Thì đây mình sẽ hướng dẫn mọi người chơi game nhé. Thì mới đầu mọi người sẽ ấn vào cái mail này. Đây mình tắt đi nhá. Bây giờ mình tắt đi này. Mình làm lại từ đầu này mọi người này. Ok mọi người, đây. Thì mới đầu vào mọi người sẽ ấn vào cái link của mail của cái nhà phát hành game. Người ta sẽ cho anh em một cái mail để anh em bắt đầu đi vào, anh em trải nghiệm game. Xong rồi anh em sẽ có một cái giao diện game ban đầu như thế này. Thì đây mình sẽ hướng dẫn từ trái qua phải nhé. Ở đây anh em có thể xem được cái user này, nghĩa cái tên của anh em ấy. Thì tên của mình là Hunter Coin. Anh em nào gặp mình ở trên trên game thì thì nhắn tin lại cho mình nhá. Tên của mình đây và cái kinh nghiệm đây. Cái level của mình đây. Đây là level 25 này. Đấy, còn đây là địa chỉ ví này. Ở đây thì anh em có thể sửa được cái avatar anh em nhé. Đấy, avatar thì tùy theo những cái con enemy mà anh em đang sở hữu thì mình chọn con đại bàng nhìn cho nó đẹp. Rồi ok, ở đây phần setting thì anh em có thể tăng âm lượng này. Đấy, anh em có thể bật nhạc trò chơi lên này. Đó, bật nhạc lên nghe cho nó sướng. Rồi ok anh em. Thì tiếp theo ở đây nó có phần ranking. Ranking là để anh em xem cái thứ hạng của mình. Hiện tại cái thứ hạng của mình nó là 196. Anh em thấy chưa? Lực chiến của mình này, cái có nghĩa cái này cái power ấy là 38.315 này. Đấy, ông lực chiến cao nhất hiện tại là 770.034 này. Ui ông này trâu thế. Ui rồi. SSS này. Ông này có một con chim. Con đại bàng SSS xem bao nhiêu sao, 2 4 này, 6 này, 7 sao. 7 sao luôn mọi người ạ. Và ông ấy có một tướng S nữa này. Ông này đứng top là đúng rồi. Xem ông thứ hai nào. Ông này 2, 4, 5, 6, 7. Nói chung là ông này ấy, là ông ấy biết chơi. Biết sao tại sao mọi người. Để lát nữa mình sẽ bật mí với mọi người. Mọi người cứ xem hết clip của mình đi. Mình sẽ tí một lát nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người chơi. Nếu mà mình ban mới đầu vào ấy, mình mà có người hướng dẫn như bây giờ ấy, như kiểu mình hướng dẫn mọi người ấy, thì chắc chắn là mình sẽ hơn ông này. Bởi vì con thú của mình nó hơn ông này mà. Xem ông thứ ba nào. Ông thứ ba lực chiến là 50.000 này. Xem ông ấy có cái gì. Đấy, ông này nói chung là cũng 5 tướng của ông ấy cũng thuộc cái hệ tốt này. Rất nhiều sao luôn. Với cả cái hệ của người ta tốt. Rồi ok anh em. Thì tiếp theo đây là bảng xếp hạng level. Level thì có ông 28. Mình là 25, mình thiếu 3 cấp nữa thì bằng ông này. Ông này tên là Luxe. Đấy, rất là nhiều. Đấy, còn đây là chế độ PvE. PvE có nghĩa là đánh với máy. Thì ở đây có ông Tua Rook này, ông ấy 6 trên 3 này. À 6 6 trên 1. Đấy. Có nghĩa là ông ấy đến ải thứ 6 rồi. Ông này mới đầu ông ấy đánh đánh ấy luôn. Đánh trên mới đầu mà cái nhà phát hành ấy, họ chưa sửa ấy, thì họ đánh luôn trên BVE luôn. Rồi ok anh em, thì tiếp theo là cọc xe lan này. Cọc xe lan là cái chỗ mà để anh em mình vào gọi là chơi thôi mọi người ạ. Ở đây nói chung là không có nhiều ý nghĩa lắm. Đấy, gọi là vào đây chơi thôi. Đây, tiếp theo là summon mọi người nhá. Thì mới đầu vào ai ai cũng phải bắt đầu phải summon mọi người, có nghĩa là triệu hồi, tiếng Việt đấy là triệu hồi. Đấy, triệu hồi thì mỗi một lần triệu hồi thì tùy theo cái mức độ anh em mình triệu hồi.
Ở đây có Super, Super triệu hồi mất 200 element nhá. Và Advent thì triệu hồi mất 100 element. Còn đây là Basic thì chỉ mất 50 thôi. Thì tùy thuộc vào cái cấp độ mà anh em triệu hồi. Super thì anh em triệu hồi thì tỷ lệ sẽ ra SS và SSS nhá. Đấy, tùy theo cái mức độ. Còn Advent thì nó sẽ hiếm hơn. SS thì anh em cũng rất là hiếm mới nhận được. Chủ yếu là nhận được tướng Element A với cả Element B thôi mọi người ạ. Nói chung là cũng tùy nhân phẩm của từng người. Còn đây là Element anh em nhé. Ở đây thì anh em có thể xem này. Mình hướng dẫn chi tiết này, mình chỉ hướng dẫn một lần thôi và hướng dẫn trong cái video của mình thôi. Chắc ở những cái kênh khác thì người ta không hướng dẫn chi tiết như này đâu. Bởi vì thứ nhất là sau này ra bản mainnet ấy thì người ta sẽ đánh, mọi người sẽ dễ làm quen hơn. Nói chung ở kênh của mình thì mình cứ chia sẻ với tất cả anh em những cái kiến thức mà mình hiểu được. Ở đây nhá, đây là có một con tướng đúng không anh em? Thì ở đây nó SS là biểu thị cái sự hiếm. Thì nó sẽ có nhiều cái độ, cấp độ. Ví dụ như là con này của mình là A đúng không? Con này của mình là B. Thì con B sẽ cùi hơn con A. Và con A này sẽ cùi hơn con SS này. Nó còn cái mức độ, nó còn có cái độ hiếm nữa là S. Tuy nhiên là mình không có S, mình không có S, mình sẽ lấy SS, SS hướng dẫn mọi người. Và đây thì nó có cái nghĩa là hybrid là dị nhân, dị ấy, có nghĩa là độ, đây là cái độ thuần chủng nhá mọi người nhá. Đây dị này. Cái này thì nếu mà nói về cái độ hybrid bird này thì sẽ không thể bằng cái con này của mình được. Con này của mình là full, nghĩa thuần chủng, độ thuần chủng mọi người nhé. Đấy, thì mọi người nếu mình nói thì mình cũng thấy hơi khó hiểu với mọi người nhỉ. Thì mình nói lại cho mọi người nhé. Thì đây một con bét nó sẽ có hai cái sự lựa quyết định, một là cái độ hiếm của nó, hai là cái độ thuần chủng của nó. Ở đây của mình là dị chủng này, đây không phải là thuần chủng đâu mọi người ạ. Thuần chủng thì nó phải như thế này này. Tuy nhiên là cái con này của mình là độ hiếm nó rất là cao. Độ hiếm của nó lên đến SSS cơ. Đấy, đây skill của mình đây. Skill đấy, thì skill thì mọi người sẽ dùng Elmon và cái này mọi người làm nhiệm vụ sẽ được, mọi người sẽ nâng cấp lên. Đây là skill của nó nhé. Và đây là cái gọi là cái bộ phận, gọi là cái độ thuần chủng của một con pet. Đấy, ở đây thì của mình, con pet này của mình tương đối là tốt. Độ thuần chủng là toàn huyền thoại hết này mọi người. Gần như là mắc hết. Đó, còn cái chế độ này hiện tại vẫn chưa ra. Ở đây thì mọi người có thể nâng cấp này, nâng cấp sao lên cho con pet của mình để tăng lực chiến lên này. Đấy, level up có nghĩa là nâng level của một con pet lên này. Cũng giúp con pet của mình khỏe hơn. Đấy, mọi người nhá. Thì mỗi một tài khoản này chắc là sẽ rất là nhiều pet đấy. Hiện tại của mình là có 13 con pet. Ok. Đấy, cho mọi người làm quen nhé mọi người nhé. Đấy. Còn đây là những cái hệ của nó này mọi người này. Hệ này là hệ thú này, hệ dốc này, hệ normal này, hệ bình thường này. Còn hệ fly này, hệ chim này mọi người này. Đấy, hệ IC này, là hệ băng này. Nói chung là nó có cái bảng tuần hoàn, mọi người sau này mọi người đánh thì mọi người sẽ hiểu. Còn cái hòm ở giữa này, này là cái hòm mà khi chúng ta không chơi game mà chúng ta vẫn có tiền thưởng mọi người nhé. Đấy, AFK time, có nghĩa là thời gian mà mình đi ra mình không chơi ấy thì mình vẫn có thể thu hoạch được. Đấy, làm nhiệm vụ được cho những cái con pet này nó tự động đánh. Đó, ok chưa mọi người. Còn đây là túi đồ này, hiện tại này, kinh nghiệm này. Đấy, expense stone này, skill card này. Cái này để nâng cấp chiêu thức của con pet. Ở đây nó sẽ có hai chế độ đánh nhé mọi người nhé. Đây là PVP này. PVP là đánh với cả người, PVE là đánh với cả thú này, đi phó bản đấy. Đó, rất là đơn giản đó mọi người ạ. Ở đây thì mình hoàn thành xong nhiệm vụ này. Đây là nhiệm vụ mọi người nhé, mình đang làm nhiệm vụ tuần này, nhiệm vụ ngày này và nhiệm vụ tháng đây. Thì mọi người lưu ý là mới đầu vào thì mọi người cứ làm nhiệm vụ giúp mình. Đấy, làm nhiệm vụ với cả đi phó bản đây, phó bản đây.
Đây là phó bản mọi người nhé. Đây là phó bản thì nó có nhiều chế độ easy, pay có nghĩa là dễ này, trung bình này, khó này. Hiện tại đang đi khó. Mình cũng thấy phó bản nó khó đi ấy. Nên mình đi đánh người. Hiện tại danh của mình là 309 nhé. Elo là 1174 này. Đây mọi người có thể thấy này. Đấy. Danh của mình là 302 này. Đây, bây giờ mình sẽ đi đánh thử cho mọi người xem nhé. Đánh thử một trận cho mọi người xem. Ví dụ đây, ba cái con trên này thì elo của nó sẽ cao hơn mình. Còn những cái con mà xếp cùng với mình này thì elo sẽ bằng mình. Mình sẽ coi xem con này 24k. Và mình sẽ xem cái bảng tuần hoàn. Đây, bảng tuần hoàn thì xem nó có những cái hệ gì. Hệ của con này là, nói chung là, để mình phải nghiên cứu đó mọi người ạ. Con này là mạnh nhất là con chim này đúng không? Con chim này hiện tại là hệ 99 này đúng không? Mình vẫn chưa nhớ hệ nữa. Hệ 99 này, có lẽ là thằng này mình ăn được rồi. Hệ 99 này là hệ Pacific này. Nói chung là hệ này mình ăn được. Level 10 cũng không biết được nữa. Để mình nhờ nghiên cứu ạ. À, ông này chắc chắn là thua mình rồi. Và ông này danh cao hơn mình. Ở đâu ông này danh cũng thấp hơn 101. Mình là 1174, ông này là 1144. 1198. Ông này thì rất là yếu. Thì mình sẽ đánh ông này cho mọi người cùng xem nhé mọi người nhá. Ông này mình sẽ không cần nghiên cứu gì luôn. Mình sẽ đánh luôn. Đây. Mình chắc chắn là thắng luôn. Chưa đánh đã biết thắng rồi. Ôi, chắc là mình thua mất. Vẫn chưa biết được. Cho con là bạn thôi. À, thắng rồi. Thắng rồi mọi người ơi. Vậy là thắng nhá. Hiện tại danh của mình cũng khá là cao. Hiện tại danh của mình là 260. Và elo của mình là 1188. Đây, mình nhận thưởng này. Khi mà lên được một mức độ danh tương đối ấy, thì mọi người sẽ được nhận thưởng nhé. Đây là 1200 này, 1550 nhé, tùy theo mốc. Có những cái mốc thì để mọi người xem. Ở đây mình có thể xem lịch sử này. Ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người nhé. Hiện tại thì mình toàn thắng đó mọi người ạ. Mình thua cũng ít nữa. Đây là ông Tony Inman này. Ông ấy đánh mình thì mình thủ mình sẽ bị thua này. Ông Levi cũng đánh mình bị thua này. Đây mình cầm đi mình đánh này, mình chiến thắng này. Và đây là có một ông Chí Lê, ông ấy đánh mình này. Mình cũng thủ thắng này. Đây mình thủ thắng này. Và đây là mình đánh thắng này. Đấy. Hiện tại thì level của mình cũng khá là cao mọi người, tương đối 260. Để mình xem ạ. Ông này thì cũng lực chiến thì kém hơn mình. Nhưng mà hệ của ông ấy chơi hệ này cũng hơi khoai. Ok, làm một trận đi. Ok mọi người nhá. Mình sẽ đánh thử với ông này. Khá là trâu. Tem họ cũng khá là chất chơi luôn. Em họ này có hệ nước này, hệ độc này, và hệ thép. Không biết là mình có thắng không. Vâng, suýt nữa thì thua. Hiện tại mình đã thắng mọi người nhá.
Vâng, danh của mình lại lên tiếp rồi. Danh của mình hiện tại là 2230. 1199. Đó. Đây mọi người có thể để ý là thủ thì lúc nào thắng thì cũng được nhiều điểm hơn. Và bây giờ là mình sẽ 1199 đúng không? Mình vào mình xem nhiệm vụ. 1200 là mình có thể nhận được cái mức này rồi. Mình sẽ đánh với cả một ông level thấp hơn mình. Ông này mình cũng chắc chắn thắng luôn. Mình không cần xếp đội hình. Ông này không đủ để mình gãi mũi mọi người ạ. Mình chỉ cần 2-3 turn là mình đã thắng rồi. Ok anh em, thế là mình đã được nhận thưởng. Mình đã có mặt ở trên hiện tại mình vẫn chưa có mặt ở trên đây, chưa có mặt ở trên bảng xếp hạng. Để mình xem đã. Mình xem có ông nào level elo cao hơn mình không. Mình sẽ đánh ông này. Ông này để mình xếp lại đội hình đấy. Ok, ông này đánh đi. Mình hết năng lượng mọi người ạ. 10 năng lượng thì mới có thể chơi được mọi người nhé. Ở đây mình chỉ có 9 thôi. Và năng lượng sẽ hồi theo thời gian. Đây nha, đây mình sẽ nâng level của con thú của mình lên. Mọi người ạ. Level 17 rồi. Level 17. Nâng cũng khá là tốn cái đồng eo coin. Rồi ok thì nói chung là mình xin tổng kết lại mọi người nhé. Mọi người vào mọi người chỉ cần chú trọng vào cái việc là nâng. Mình cứ chọn lấy một con eo Enemon tốt nhất của mình để mình nâng cấp. Ví dụ như của mình đây thì một con này mình có thể kéo được cả một tem luôn. Và cái con Enemon này của mình thuộc hệ Fly, tuy nhiên nó cũng rất là mạnh. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã xem video hướng dẫn chơi trò Enemon của mình nhá. Rồi tạm biệt tất cả mọi người. Mọi người thấy hay thì cho mình xin một like với cả một subscribe vào channel nhá. Rồi chào tạm biệt tất cả mọi người.